như vậy nội dung bài toán là như thế này là mạch điện gồm điện trở nối tuổi tiếp với một cái tải tải này chưa biết cái gì có nghĩa là tải z rồi sau đó nối ab với nguồn điện một chiều lúc đầu hiệu thế hiệu dụng điện áp hiệu dụng là u 1 thì uh, uh, hệ số công suất trên uh, uh, trên uh, tải cốt phi 2 là bằng sáu uh, uh, còn hệ số công suất toàn mạch cốt phi một là 0,8. 0,8. Sau đó người ta tăng tăng cái uh, điện áp hiệu dụng trên nguồn là bằng uh, K U1 thì lúc đó là công suất tiêu thụ trên R thì giảm 100 lần nhưng công suất tiêu thụ trên tải không đổi và hệ số công suất cũng không đổi. À uh, yêu cầu hỏi tính K này bằng bao nhiêu? Thì với cách làm bài này, này thì ta nên dùng phương pháp giản đồ vector, ta vẽ giản đồ vector cho hai trường hợp À, không làm mất tính tổng quát Ta có thể xem tải thì là Có tính cảm kháng nên nó sớm hơn dòng Như thế này Đây là UR U2 à, UR là điện áp trên R U2 là điện áp trên tải Và nối A với B chính là điện áp Hai đầu đoạn mạch Sau đó thì U thay đổi Thì ta vẽ dàn đồ khác Ở đây cũng là UR' Và đây là U2' Thì nối lại đây chính là U1' à. À, Cái ta cần tìm là K' k bằng mấy Vậy thì đầu tiên ta chú ý là uh, phi một Đây là phi 1 phẩy có nghĩa là hệ uh, độ lệch uh, hệ số công suất của toàn mạch thay đổi. Còn cái này là phi 2, cái này cũng phi 2, có nghĩa là hệ số công suất trên tải không thay đổi. Hệ số công suất trên tải không thay đổi nên cái này phi 2. Và để tìm cái này K1 thì ta phải biết được cái góc phi 2 này, uh, uh, biết được góc phi 2, biết được các cạnh này nữa. À, sau khi thay đổi thì cạnh như nào thì ta mới tìm được cái cạnh à, bởi vì là áp dụng định lý trong một tam giác có thể áp dụng định lý hàm số sin hoặc áp dụng định lý là hàm số cốt à, nhưng mà để áp dụng định lý hàm số cốt thì ta phải biết các cạnh à, biết hai cạnh và biết một góc à, đối diện thì ta mới tính được như vậy là à, vậy thì bây giờ ta à, tìm à, với trường hợp đầu tiên trước như vậy lúc đầu lúc đầu ta sẽ có này là uh, cho biết uh, cốt phi 1 đây là uh, cốt phi 2 là bằng 0,6 cốt phi 1 là bằng 0,8 vậy ta dựa vào cái này thì ta sẽ thấy như sau như vậy là nếu từ đây kẻ đường vuông góc như vậy ta sẽ có là là u u2 sin phi 2 u2 sin đoạn này chính là bằng u2 sin phi 2 và cũng chính là bằng u1 sin phi 1 đó như thế là một là đầu tiên cái thứ hai là các em chú ý là ur cộng với đoạn này tức là ur cộng với cái đoạn này đoạn này chính là u2 cút phi 2 u2 cút phi 2 thì bằng cả đoạn này cả đoạn này chính là bằng u1 cốt phi 1 u1 cút phi 1 đấy Mục đích của ta là ta biểu diễn U2 UR theo cái U1 à U1. Đó. Như vậy ở đây thì ta chú ý này là ta tìm ra U2 trước. Ở đây U2 sẽ bằng à U1 à sin phi 1. Sin phi 1 vì chú ý là cốt phi 1 thì bằng 0.8. Vậy thì sin phi 1 bằng 0,6 Còn cốt phi 2 bằng 0,6 Vậy sin phi 2 sẽ bằng 0,8 à, Như vậy thì uh, cái này sẽ là U1 nhân với sin phi 1 là 0,6 Chia cho sin phi 2 Sin phi 2 là 0,8 Như vậy đây chính là bằng 0,75 U1 Đó, tìm được U2 rồi Vậy từ đây tìm ra luôn UR sẽ bằng à, uh, 0.75 ta bấm máy tính này là cốt phi 1 là 0.8 này 0.8 trừ đi 0.75 cốt phi 2 cốt phi 2 là 0.6 nhân 0.6 như vậy cái này bằng 0.35 35 u một. đó như vậy là ta đã tìm được u r theo u 1 và tìm được u 2 theo u 1 đó là trường hợp lúc đầu lúc đầu như thế à, tìm được cái đó rồi bây giờ ta tiếp trường hợp thứ hai thì các em chú ý một thông tin rất quan trọng đó là điều chỉnh u để cho là công suất trên r giảm 100 lần tức là p trên r giảm 100 lần mà P trên R chú ý là P trên R Là P sẽ bằng Y bình R Như vậy P trên R giảm 100 lần Có nghĩa là suy ra Y giảm 10 lần Có nghĩa là Y phẩy là bằng Y chia cho 10 à, Y phẩy là bằng Y chia cho 10 à, Y phẩy Y chia cho 10 Rồi tiếp tục Tiếp tục đó là uh, công suất tiêu thụ trên Z2 uh, trên tải thì không đổi. Vậy thì chú ý là uh, P trên tải uh, P2 ấy bằng U2 I2 uh, U2 y cốt C2. Đó. Cái này không đổi. Không đổi. Uh, mà cái này lại giảm 10 lần. Giảm 10 lần. 10 lần. Cốt phi 2 cũng không đổi. Vậy suy ra U2, sẽ tăng 10 lần. Tăng 10 lần. À, tăng 10 lần. À có nghĩa từ đây suy ra U2, chính là bằng 10 U2. Mà mà U2 ở đây là bằng 0,75. Như vậy đây chính là thành là 7,5 U1. Đó, à, như vậy U2, thì bằng 7,5 U1 còn ur thì thế nào à, chú ý là vì cái y giảm 10 lần có nghĩa là suy ra ur cũng giảm 10 lần ur sẽ bằng uh, ur sẽ bằng y nhân r nhưng mà y giảm 10 lần có nghĩa là cái này giảm cũng giảm 10 lần ur chia cho 10 ur chia 10 thì cái này chính là bằng 0,035 u 1 À, như vậy ta đã tìm được U2 theo U1 Tìm được, tìm được UR theo U1 Vậy thì ta áp dụng định lý hàm số cốt cho tam giác này Tam giác A, Mb, Ta sẽ có U1 phẩy sẽ bằng căn bậc 2 UR phẩy bình UR phẩy bình UR phẩy bình tức là 0 U1 bình. 0 0,35 U1 bình 0,035 U1 tất cả bình cộng với cái này bình u2 phẩy bình u2 bình là 7,5 u1 tất cả bình trừ đi hai lần tích cốt của góc này trừ đi cốt của góc này thì là cộng cốt này nên lại dấu cộng cộng với hai là hai lần tích là 0,3035 u1 nhân với 7, 5, U1 Rồi cốt phi 2 Cốt phi 2 vẫn là bằng 0.6 Không thay đổi à. Như vậy ta bấm máy tính xem Cái này bằng bao nhiêu Căn 0,035 bình Cộng với 7,5 bình Cộng với 1,2 nhân 0,035 nhân như vậy cái này chính là bằng 7,52 u1 vậy thì k ở đây k ở đây chính là bằng 7,52 k bằng 7,52 có nghĩa là ta chọn phần c Đấy, ta chọn phần c như vậy đây là một bài toán không quá khó tuy nhiên nó lại nặng về bản chất vật lý nếu các em không hiểu vấn đề không hiểu nó uh, trước đây ta cứ làm theo kiểu là cứ tìm tổng trở z chứ u chứ z nhưng ở đây lại uh, nếu như các em không uh, không hiểu rõ bản chất vấn đề thì tính toán rất là khó khăn rồi, ở đây thì với cách làm ở đây là dùng phương pháp giản đồ vector ở trường hợp 1 là nhằm mục đích là biểu diễn u2 theo u1 ur theo u1 rồi sau đó là thay đổi thì công suất trên R giảm 100 lần Có nghĩa là Y giảm 10 lần Y giảm 10 lần có nghĩa là U trên R cũng giảm 10 lần Và ta tìm được U R phẩy Theo U1 Tương tự vì P2 không đổi Cho nên Y giảm 10 lần Vậy U2 tăng 10 lần Và tìm U2 phẩy theo U1 Sau khi tìm được Trọng tâm là tìm đoạn này Tìm đoạn này theo U1 Tìm đoạn này theo U1 Góc này đã biết Thì ta sẽ tìm được đoạn này theo U1 đó là cái trọng tâm bài toán là tìm cái này theo U1, tìm cái này theo U1. Còn cốt phi 2 thì đã biết.